Xin giới thiệu các bạn, hôm nay mình đang đứng ở ngôi thánh đường giáo họ Trinh Nhì, thuộc về giáo xứ Lạc Thành, giáo phận Thái Bình. Bây giờ mình sẽ quay cái cảnh xung quanh ngôi thánh đường. Các bạn cùng mình đi tham quan ngôi thánh đường. Giáo họ Trinh Nhì đây kính thánh cả du xe, ngày nghỉ việc lao động quốc tế mùng 1 tháng 5. Gọi là du xe thợ. Mời các bạn cùng mình đi tham quan. Đây là đài thánh du xe ngay cuối nhà thờ, bên ngã phía nam nhà thờ các bạn nhé. Các bạn trông cây tháp rất là cao, móng nhà thờ cũng rất là cao. Mình sẽ quay cảnh cái tháp các bạn nhé. Cái tháp cho các bạn xem, tháp này không biết là cao bao nhiêu mét. Mình nhìn lên chóng mặt luôn. 1, 2, 3, 4, 4 chóng các bạn. Móng xây bằng đá các bạn nhé. Đó. Các bạn cùng mình sẽ đi chung quanh ngôi thánh đường. Chắc trong nhà thờ là không mở cửa hả? Nên không vào được. Mình chỉ đi bên ngoài thôi. Quay một cái phía góc tum để các bạn tum đầu nhà thờ các bạn quan xem, rất là cao, trông rất là đẹp. Quay cái đầu thờ các bạn nhé. Các bạn nhìn móng cao hơn đầu người. Thì đứng đây mình sẽ quay hai cái tháp rất cao cho bạn nhé.
và bên phía bắc có một đài Đức Mẹ. Các bạn cùng mình tham quan. Dưới là một ao hồ các bạn nhé. Dưới là một ao hồ. Đài Đức Mẹ này được xây là 1998. Một lần nữa mình và các bạn sẽ xem ở đốc cuối nhà thờ. Rồi video mình xin phép được tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn.